Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 127 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 127 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lúc bấy giờ, đám người Diệp Húc dọc theo đường đi gặp thấy thi cốt khắp cả. Diệp Húc trong lòng càng ngày càng nặng. Những nhân hoàng này đều là hạng người kinh thái tuyệt diễm, nhưng cũng chết ở nơi đây, khiến cho hắn đối với con đường phía trước của mình cảm thấy không chút khả quan. Rốt cục bọn họ cũng đi đến cuối đường, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cung điện ở dưới đất thật lớn. Địa cung này cực kỳ khổng lồ, chiếm ngàn dặm, từ trong địa cung mơ hồ truyền đến hơi thở vô cùng tối tăm. Đi đến nơi đây, tinh khí trong cơ thể bọn họ mất đi dần dần nhanh hơn. Tuy rằng mọi người còn có thể sử dụng linh mạch, nhưng cứ thế đi mãi, linh mạch của bọn họ tất nhanh sẽ tiêu hao hết, cuối cùng sẽ bị rút tu vi và tinh khí của bản thân. Một thềm đá nối thẳng vào địa cung, mọi người bước lên từng bậc, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở to lớn đập vào mặt, ép tới xương cốt bọn họ, cốt cách pang pang rung động. Chính là hơi thở của Vu Hoàng. Diệp Húc sắc mặt căng thẳng, hắn đối với hơi thở của Vu Hoàng cực kỳ nhạy bén, dễ dàng nhận ra từ trong địa cung truyền ra chính là hơi thở khủng bố của một vị Vu Hoàng đã chết đi. Triều Công Thiều sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mà nói: "Trong địa cung còn có hơi thở của Cấm Bảo." Diệp Húc trong lòng cả kinh, cẩn thận kiểm tra, lập tức cảm giác được hơi thở trong địa cung tản mắt ra. Không phải chỉ có một, còn có uy áp khủng bố của Cấm Bảo. Hơn nữa, uy áp của Cấm Bảo không chỉ có một mà là bốn. Điều này có nghĩa là trong địa cung này tổng cộng có đến 4 món cấm bảo. "Chẳng lẽ chúng ta phát tài rồi sao?" Già La Minh Tôn run giọng nói. Tu Đề Minh Tôn trong mắt chuyển động, hướng Diệp Húc thấp giọng nói: "Chủ công, nếu trong địa cung thật sự có 4 món cấm bảo và một thân thể Vu Hoàng, đợi triệu tập lão chủ công giáng lâm xử lý triều lão đầu, Xâm La thần điện của chúng ta tất có thể thống nhất thằng cổ ma vực được rồi." Lão chủ công trong miệng hắn đương nhiên là Ma Hoàng. Đến nay hắn vẫn nghĩ rằng Diệp Húc là nhị thái tử của Ma Hoàng, định triệu tập phân thân Ma Hoàng giáng lâm độc chiếm 4 món cấm bảo và thân thể Vu Hoàng. Diệp Húc khẽ lắc đầu, hạ giọng mà nói: "Ma La Thiên." Tu Đề Minh Tôn hoảng sợ, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, đã thấy hư không một mảnh bằng phẳng. Phân thân của Ma Hoàng vẫn chưa cảm ứng được có người kêu gọi giáng lâm ở nơi đây. Diệp Húc thở dài nói: "Chấn Ma Quật chính là Nga Hoàng xây dựng, không gian đều bị phong ấn. Ở trong này hắn căn bản không thể cảm ứng được chúng ta đâu. Hơn nữa cho dù là Ma Hoàng tự mình giáng lâm cũng không chắc có thể ra ngoài, huống chi là một khối phân thân đây." Bọn họ đã sắp đến chỗ tản ra hơi thở của Vu Hoàng và 4 món cấm bảo, hướng địa cung mà đi. Khiến Diệp Húc thấy tò mò chính là hơi thở Vu Hoàng và cấm bảo trong địa cung truyền đến cũng không khủng bố như hắn dự đoán, ngược lại ít hơn rất nhiều. Nếu đổi thành nơi khác, đừng nói 4 món cấm bảo và một khối thân thể Vu Hoàng, chẳng sợ chỉ có một thứ trong đó thôi cũng chấn áp bọn họ đến nửa bước khó đi. Thậm chí ngay cả nhân hoàng như Triều Công Thiều cũng không thể tiếp cận. Nhưng nơi này, tuy rằng tu vi và thân thể bọn họ bị chấn áp, nhưng lực độ chấn áp cũng không phải là vô cùng khó có thể chịu được. Bọn họ đi đến cuối thềm đá, tiến vào trong địa cung, đột nhiên một khối thi cốt thật lớn hiện ra trước mặt bọn họ. Khối thi cốt này thân rắn mặt người, tám tay, hình dung kỳ lạ, không biết là cường nhân chủng tộc gì. "Không phải là nhân tộc, cũng không phải là ma tộc, lại càng không phải là yêu quái, kỳ quái thật mà." Triều Công Thiều cẩn thận phân biệt, cũng không có gặp qua chủng tộc này, trong lòng buồn bực vạn phần, nghi hoặc mà nói: "Các người có biết thế gian còn có chủng tộc nào khác nữa hay không?" Đám người Già La Minh Tôn lắc lắc đầu không ngừng, Diệp Húc cũng buồn bực vạn phần. Khối thi cốt mặt người, thân rắn, tám tay này, cơ thể đã hoàn toàn phong hóa, nhưng cốt cách vẫn duy trì hơi thở khủng bố của nhân hoàng như trước. Cũng không có bị chấn ma quật ăn mòn, tản mát ra sự rung động khiến người ta phải sợ hãi.
thi cốt người này có thể luyện thành một món vũ báo, uy lực vô cùng lớn đấy. Già Lam Minh Tôn ánh mắt sáng lên, bàn tay to tìm hiểu, đem khối thi cốt này nắm lên. Đột nhiên chỉ nghe đinh đang một tiếng giòn vang, mặt gương từ trong tay thi cốt rơi xuống. Tám món vũ bảo khác trong tay của hắn đều bị chấn ma quật ăn mòn, hóa thành tro tàn, chỉ có mặt gương này vẫn duy trì nguyên trạng. Diệp Húc cầm lấy mặt gương lên, tâm niệm vi động, chỉ thấy bảo kính nhẹ nhàng tản ra từng đợt hào quang, buông xuống phía dưới, bảo vệ quanh thân bọn họ. Uy lực của mặt bảo kính này rất là kỳ lạ, bảo vệ quanh thân bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy tốc độ tinh khí tu vi xói mòn biến chậm vô hạn. Triều Công Thiều ánh mắt sáng lên, tán thưởng mà nói: "Bảo bối tốt, có kính này rồi, cho dù chúng ta không thể rời khỏi chấn ma quật này, cũng có thể sống lâu mấy chục, thậm chí trên trăm năm kìa." Mọi người tinh thần phấn chấn, nhanh tiến lên, đi đến chỗ sâu trong địa cung, nơi có uy lực của bốn món cấm bảo cùng hơi thở uy áp của Vu Hoàng. Đột nhiên, Diệp Phúc nhìn thấy phía trước có một bóng dáng vĩ ngạn ngồi ở một tòa đại điện bên trong địa cung. Người này quanh thân tản ra uy áp vô cùng khủng bố, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Hắn có dáng người vĩ ngạn, cô độc ngồi ở chỗ kia, lại làm cho người ta cảm giác dị thường cao lớn. Sát khí của hắn nồng đậm như vậy, Diệp Phúc nước mắt một cái, phảng phất như nhìn thấy thiên địa một mảnh màu đỏ, giống như có vô biên vô hạn ao máu vần xung quanh hắn. Hắn khi còn sống nhất định là một vị bá chủ tuyệt đại vô song, chỉ sợ cách cảnh giới Vu Hoàng không xa, không nghĩ tới lại chết già ở trong địa cung này. Tuyệt cảnh. Hắn dùng máu mình viết xuống hai chữ to đầm đìa máu ở trên mặt đất trước người. Có thể tưởng tượng khi hắn viết ra hai chữ này, trong lòng là tuyệt vọng ra sao. Vị này chính là Đồ Nhân Chủ 3000 năm trước tung hoành thiên hạ. Triều Công Thiều nhận ra người này, không khỏi biến sắc, sắc mặt trầm giọng nói: "Tu vi người này thông thiên triệt địa, cách Vu Hoàng chỉ có một bước thôi. Trên tay không ít mạng của các vị thánh chủ, vài thánh chủ thánh địa đều bị hắn làm thịt cả. Bởi vậy người này được gọi là Đồ Nhân Ma, được xưng là bá chủ, có thể nắm chắc thành Vu Hoàng nhất lúc ấy." Đây là một vị bá chủ có thể so với Ứng Tông Đạo, thân thể so với Liệt Hỏa Minh Tôn, Nhân Hoàng sơ cấp còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu, thậm chí ngay cả chấn ma quật cũng không thể ăn mòn. Thế nhưng đáng tiếc chính là hắn cũng chết già ở chỗ này. Hắn hẳn là đã tiến nhập vào chỗ sâu nhất trong địa cung, tìm được mẫu tinh khí và tu vi huyền bí của địa cung, nhưng không tìm được phương pháp rời đi. Mọi người chỉ cảm thấy bước chân có chút trầm trọng, ngay cả Đồ Nhân Chủ một Nhân Hoàng hùng mạnh như vậy cũng không thể tìm được cách rời khỏi, hy vọng của bọn họ lại càng thêm xa vời. "Ê này, Gia La, đây là cái loại máu thịt mới, vừa cắn máu thịt liền vẩy ra vô cùng tươi mới kìa." Hạo Thiên Khuyển nhấp nháy mắt hướng Già La Minh Tôn ra chủ ý nói: "Sở dĩ thân thể của hắn có thể giữ lại không hóa, ngoại trừ tu vi hắn vô cùng mạnh mẽ, đã vô hạn tiếp cận Vu Hoàng, còn có một nguyên nhân khác nữa, đó chính là thời hắn sống cách đây không quá xa, hắn là cường giả vô địch 3000 năm trước, là nhân vật ngang cấp với Ứng Tông Đạo. 3000 năm quang âm, chấn ma quật vẫn không thể hoàn toàn ăn mòn xác chết của hắn được. Nhưng thời gian dần trôi, dù tu vi của hắn thông thiên triệt địa thì cũng sẽ bị hút đi tất cả sức mạnh rồi hóa thành một đống xương khô." "Con chó chết tiệt kia, mày cho là lão tử không dám ăn hay sao?" Già La Minh Tôn nhe răng cười gằn, giơ tay chụp tới Đồ Nhân Chủ, cười ha hả nói: "Ăn thân thể của kẻ sắp thành Vu Hoàng này, như vậy tu vi của lão tử sẽ lại tăng lên một bước lớn, có khi còn bước vào cảnh giới Nhân Hoàng, trở thành nhân vật sánh ngang với các thủ lĩnh của các đại thần điện đấy chứ." Lão nắm lấy thân thể của Đồ Nhân Chủ nhét vào trong miệng ra sức mà cắn, sau đó thì hô to một tiếng vì đau đớn, hóa ra toàn bộ răng trong miệng đã bị vỡ sạch. Một vị Nhân Hoàng đỉnh cao như Đồ Nhân Chủ kia thì thân thể đã cứng rắn đến mức độ qua sự tưởng tượng của cả lão. Đừng nói là cắn, chỉ sợ Già La Minh Tôn có tế bất diệt chi bảo lên cũng chẳng thể làm gì được vị Nhân Hoàng này. Hạo Thiên Khuyển vô cùng đắc ý, cái đuôi của nó dựng thẳng lên như một cây gậy để lông mượt vẫy tới vẫy lui. "Ai bảo ngươi ném xương cốt của ta ra xa như vậy?" Già La Minh Tôn giận dữ, đột nhiên lấy ra một cục xương ném đi thật xa. Gâu một tiếng, con phá cẩu này không hề nghĩ ngợi gì liền đuổi theo, trong chớp mắt liền mất tăm mất tích. Diệp Phúc cũng thấy đau đầu, hai tên khốn kiếp Hạo Thiên Khuyển và Già La Minh Tôn kia như chẳng có chút ý thức gì về gian nan khổ cực. Bọn họ bị nhốt trong nơi hiểm ác như chấn ma quật này mà bọn chúng còn có thể vô ưu vô lự, đúng là làm cho người ta khâm phục mà. Hắn thu thi thể của Đồ Nhân Chủ lại, thân ngoại hóa thân Liệt Hỏa Minh Tôn của hắn đã bị Ngọc Tiêu Cung Chủ đánh cho chỉ còn lại một cái đầu, nhưng thân thể Đồ Nhân Chủ này còn mạnh hơn Liệt Hỏa Minh Tôn không biết bao nhiêu lần. Cho dù luyện thành vu bảo hay thân ngoại hóa thân đều có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ hùng mạnh. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong địa cung,
Tòa địa cung này vô cùng to lớn, nhưng có một điều khiến người ta thấy kỳ quái, chính là bên trong không bày ra bất kỳ cấm chế nào cả, để mặc cho người khác tiến vào bên trong. Có lẽ Nga Hoàng cực kỳ tin tưởng vào trấn ma quật mà mình luyện chế, cực kỳ tin rằng dù có người tìm đến bí mật trung tâm địa cung cũng chẳng thể phá vỡ được trấn ma quật thoát vây mà ra ngoài. Đi đến nơi đây, hơi thở cấm bảo và Vu Hoàng dần dần trở nên nồng đậm, chấn áp tu vi và thân thể bọn họ. Nhưng thân thể Già La cùng hai vị đại minh tôn vương kia đủ mạnh để chống lại sự chấn áp của hơi thở kia. Triều Công Thiều chính là nhân hoàng, mạnh hơn hẳn bọn họ, nên vẫn có thể thoải mái hành động như trước. Tu vi của Diệp Phúc tuy không bằng bọn họ, nhưng thân thể cũng gần với cảnh giới tam bất triệt cảnh, thân thể bất diệt, lại thêm đủ loại phu bảo gia trì, khiến cho hắn có thể chống lại hơi thở cấm bảo và Vu Hoàng. Hắn đem cảnh ngộ hiện nay trở thành một loại tu hành. Gần đây ta dựa dẫm quá nhiều vào vu báo và thân ngoại hóa thân, còn có sự giúp đỡ của người khác nữa. Nhờ có khối thân ngoại hóa thân liệt hỏa minh tôn này, cùng với ba vị minh tôn Già La, Tu Đề và Bảo Hiền, rồi lại còn có Hạo Thiên Khuyến, Triều Sư Bá trợ giúp, mới có thể chống lại một phần Ngọc Tiêu Cung Chủ được. Nhưng đây dù sao cũng không phải thực lực bản thân mình, mà là ngoại lực kìa. Diệp Phúc lặng lặng theo sát phía sau đám người Triều Công Thiều, thầm nghĩ: dựa vào ngoại lực tuy có thể chiến thắng đối thủ, nhưng tăng lên cảnh giới cao hơn, vấn đỉnh tam tương, tam bất diệt, thậm chí là trở thành nhân hoàng, vu hoàng cũng không thể dựa vào ngoại lực được. Ta chưa từng nghe có người nào dựa vào vu bảo, thân ngoại hóa thân mà có thể tu thành vu hoàng được. Chỉ có tu vi bản thân mới là căn bản. Lần đến Hàn Nguyệt Cung cầu hôn này cho hắn kích thích thật lớn. Nếu tu vi của hắn cao hơn một ít, nếu hắn là một vị nhân hoàng, thậm chí là vu hoàng, Ngọc Tiêu Cung Chủ có còn dám từ chối lời cầu hôn của hắn hay không đây? Nếu từ chối, Diệp Phúc cũng không cần đến Triều Công Thiều và ba vị minh tôn cùng Hạo Thiên Khuyển trợ giúp. Chỉ cần một mình hắn cũng có thể náo cho Hàn Nguyệt Cung long trời lở đất, cướp đi Kiều Kiều. Hắn tu vi tiến cảnh không hề tính là chậm, so với người khác thì phải nói là thần tốc. Nhưng Diệp Phúc lại cảm thấy tốc độ tu luyện của mình vẫn còn quá chậm. Hắn không ngừng thúc giục bản vương Khai Thiên Kinh ra sức hấp thụ, luyện hóa thuần dương linh khí, không chịu lãng phí bất cứ thời gian nào. Dọc theo đường, bọn họ đi qua những tòa cung điện, trong đó có nhiều bá chủ mạnh mẽ như Đồ Nhân Chủ chết già ở đây, nhưng những người này chết đã lâu, xác đã mục nát, không thể sử dụng được. Đủ các loại ngọc lâu, bảo tháp, thậm chí là xác nhân hoàn chi bảo rơi rụng trên đất, làm cho người ta thấy mà giật mình. Nhìn gần lại khiến đám người Diệp Phúc không nhịn được mà khiếp sợ. Thứ gì có thể khiến cho nhiều nhân hoàng và nhân hoàng chi bảo đều cạn kiệt như vậy đây? Tinh khí và tu vi khổng lồ như vậy, e là cũng có thể tạo ra vài vị vua hoàng ấy chứ. Trong đôi mắt trâu của Bảo Hiền Minh Tôn lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lẩm bẩm nói: bọn họ càng ngày càng đến gần trung tâm mảng địa cung này. Ở nơi đây, hơi thở cấm bảo và vua hoàng đã nồng đậm tới cực điểm, ép cho thân thể Diệp Phúc và đám người Già La Minh Tôn không ngừng mà thu nhỏ lại. Chỉ có vị nhân hoàng là Triều Công Thiều kia mới có thể đối kháng với loại uy áp to lớn này. Triều Công Thiều há miệng phun ra một con sông hoàng tuyền lớn, nó xoay quanh đỉnh đầu mọi người, giúp đám người Diệp Húc thoát khỏi sự áp bách của tứ cấm nhất hoàng. Mà ở nơi đây, bọn họ cảm giác được một loại năng lượng kỳ lạ khác, nó như một cái hố đen không ngừng hút mọi thứ vào bên trong trung tâm. Bọn họ nơm nớp lo sợ đi về phía trước, rút cuộc đến chỗ sâu nhất trong địa cung. Trước mắt đột nhiên rộng mở sáng rọi, một không gian mờ mịt xuất hiện vô cùng rộng lớn, chỉ có một mặt trăng sáng rọi treo ở trên hư không, tản ra ánh sáng lành lạnh. Ở trong mảng không gian này, ba chiếc đại đỉnh vô cùng tinh mỹ lơ lửng giữa không trung, tản ra dao động làm cho người ta phải run rẩy. Từ xa nhìn lại, những tòa đại lục lơ lửng trên miệng đại đỉnh, mây mù bốc lên, núi non trùng điệp vô cùng hùng tráng. Bà cấm bảo mà Hạ gia bị mất, thiên địa dưng tam đỉnh. Ánh mắt của Diệp Phúc lập tức thẳng lên, kiều đỉnh trong cơ thể bị hơi thở của thiên địa dưng tam đỉnh dẫn dắt, lập tức cong ong bay ra, bay lên bay xuống trên đỉnh đầu của hắn. Hắn luyện chế xong kiều đỉnh, cũng từng chính mắt nhìn thấy thiên địa dương tam đỉnh mà nhân hoàng Hạ gia rèn ra. So với ba món nhân hoàng chi bảo đấy, ba tòa đại đỉnh trước mặt đây quả thật là quá thô sơ, không thể nào sánh nổi. Đây là những chiếc đại đỉnh mà Đại Hạ Hoàng Triều dùng để chấn áp số mệnh thiên địa, thống trị thế giới vô hoang hơn 10 vạn năm. Ba tòa đại đỉnh quan trọng nhất trong kiều đỉnh đều đang ở nơi đây. Tuy nhiên, thứ khiến cho Diệp Phúc thất vọng chính là ba tòa đại đỉnh này cho dù uy năng vô cùng mạnh mẽ, mênh mông, nhưng không có chấn áp chư thiên, chấn áp thế giới vô hoang như những gì hắn tưởng tượng. Dù uy năng của chúng mạnh mẽ khôn cùng, nhưng tuyệt đại bộ phận uy năng đã mất đi, suy bại thành bảo vật, ngay cả cấm bảo bán thành phẩm cũng không bằng. Trên vách của chúng dày đặc những vết rạn nứt,
dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra, hóa thành hư ảo vậy. Đám người Triều Cung Thiều, Già Lam Minh Tôn ngơ ngác nhìn ba tòa đại đỉnh này, thất thần hồi lâu. Thiên Địa Dương Tam Đỉnh mà Hạ Gia tìm kiếm bao lâu, không ngờ lại xuất hiện ở trong này, bị giấu bên trong Chấn Ma Quật ở Hàn Nguyệt Cung. Đột nhiên một tiếng ong vang lên, trong cơ thể Diệp Húc liền bay ra một mũi kim tiễn, bắn ra hàng vạn luồng tên khí, rực rỡ như một chiếc đuôi của khổng tước vậy. Diệp Húc cả kinh, vội vàng nhìn khắp nơi, chỉ thấy ngoại trừ ba tòa đại đỉnh kia ra, còn có một vị vô hoàng áo trắng vô cùng oai phong đứng giữa không trung. Áo của hắn trắng như tuyết, lưng đeo một cây trường cung vàng, kim quang vạn đạo bắn ra từ trong cơ thể của hắn, mỗi một luồng kim quang đều như một thanh kiếm sắc, gần như xuyên thủng hư không. Sau lưng của hắn đeo một túi tên, trong túi trống không, không có bất cứ một mũi tên nào. Mi tâm của hắn bị đâm ra một lỗ lớn, hẳn ra là bị một vị cường giả nào đấy giết chết, sau đó chấn áp thi thể hắn ở trong mảng địa cung này. Vị vua hoàng áo trắng này chẳng lẽ là phu quân của Nga Hoàng, vị Nghệ Hoàng đã cướp đi đại hạ kia sao? Triều Cung Thiều thất thanh nói. Già La Minh Tôn chỉ cảm thấy khó có thể tin nổi, kêu lên: Nga Hoàng có phát điên phát rồ như thế nào thì cũng không thể đi giết chết trượng phu của mình được, thậm chí còn chấn áp thi thể ở trong Chấn Ma Quật để luyện chế vu bảo sao? Bảo Hiền Minh Tôn tức giận bất bình, cả giận mà nói: À đàn bà này điên rồi, chấn áp Thiên Địa Dương Tam Đỉnh của đại hạ Hoàng Triều, lại còn giết chết chính trượng phu của mình, ngay cả thi thể cũng không buông tha, để cho một món vu bảo khác đến cắn nuốt vị vô hoàng quá cố này, thật là vô nhân đạo mà. Người này có lẽ không phải là Nghệ Hoàng đâu. Diệp Phúc cẩn thận cảm nhận hơi thở của Nghệ Hoàng Kim Tiễn và trường cung vàng trên lưng vị vô hoàng áo trắng kia, nhíu mày nói: Nghệ Hoàng Kim Tiễn và trường cung sau lưng của hắn ta tuy cùng một loại cấm pháp, nhưng lại không phải là một thể. Đây là một vị vô hoàng tu thành tên đạo khác, tu luyện cùng một loại cấm pháp với Nghệ Hoàng. À, ta biết rồi, kẻ này là đệ tử của Nghệ Hoàng, từng cùng người đứng đầu chuyện phục hưng đại hạ. Vu Hoàng Thiếu Khang liên thủ đánh vào Nghệ Hoàng hành cung, ám sát Nghệ Hoàng. Diệp Húc cùng Già La Minh Tôn từng tại Bắc Hải bí cảnh, ở bên trong Nghệ Hoàng hành cung phát hiện qua tung tích vị áo trắng này. Lúc ấy, người này cùng Vu Hoàng Thiếu Khang liên thủ sắp nhập vào hành cung, đánh vỡ Bắc Hải bí cảnh, đi ra bên ngoài mặt hư không khác của Vu Hoàng thế giới. Chỉ là không biết hậu quả như thế nào. Diệp Húc giờ phút này nhìn thấy thi thể vị Vu Hoàng áo trắng này cùng với kim sắc trường cung, nhận ra ngay được, chỉ sợ vị này đương thời chính là vị đồ đệ của Nghệ Hoàng đã cùng Vu Hoàng Thiếu Khang liên thủ kia. Hắn lưng đeo trường cung cũng là một cấm bảo, tản mắt ra uy năng tuy không bằng Hạ Gia Thiên Địa Dương Tam Đỉnh, thế nhưng uy lực cũng rất mạnh. Tuy nhiên trong túi đựng tên đã không còn Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Triều Cung Thiều ngẩng đầu nhìn về phía vị Vu Hoàng này, lẩm bẩm mà nói: Người này nếu như là đệ tử Nghệ Hoàng, như vậy hắn nhất định là Vu Hoàng Hàn Trác rồi. Nghe nói người này chẳng những là đệ tử của Nghệ Hoàng mà còn được hắn nhận làm nghĩa tử. Sau đó Nghệ Hoàng đánh cắp vận mệnh đại hạ, đem triều chính hết thảy giao cho hắn ta quản lý, về sau người này mới tạo phản. Già La Minh Tôn vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói: Không cần nói nhiều, nơi này có thân thể của một vu hoàng, thêm bốn cấm bảo, như vậy cũng đủ để cho chúng ta giàu đến chảy mỡ rồi, thậm chí săn bằng Hàn Nguyệt Cung. Đột nhiên hắn phóng tới chỗ thân thể của vị vu hoàng Hàn Trác kia, làm cho mọi người chú ý, ngay cả với Triều Cung Thiều là một nhân hoàng cũng phải chú ý tới. Già La Minh Tôn đồng thủ liền xuất ra một con sông Hoàng Tuyền lớn, liền bị tứ đại cấm bảo cùng khí tức thân thể Hàn Trác tản mắt ra ép tới, khiến cho hắn kịch liệt thu nhỏ lại. Thân thể của hắn cao hơn 20 trượng liền biến nhỏ hơn một thước. Già La Minh Tôn ra sức tiến thẳng về phía trước, mỗi một bước đi thân thể bị thu nhỏ lại một phần. Hắn đi thêm mấy trăm trượng, thân thể nhỏ đi chỉ còn bằng hạt đậu đinh, cả ngày mới đi được một bước. Oà một tiếng, Già La Minh Tôn phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt hiện rõ. Thiên Địa Dương Tam Đỉnh cùng thân thể Hàn Trác cùng với Hàn Trác Cung, tuy nhiên bị suy yếu nhiều lần, nhưng khí tức bốn đại cấm bảo cùng khí tức của Vu Hoàng chấn áp, khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận được. Để ta đến đi. Triều Cung Thiều hét lớn một tiếng, đi nhanh về hướng Hàn Trác Vu Hoàng bay đi. Đỉnh đầu sông Trường Hà mở rộng, hắn liền đem Tây Hoàng Cầm, Thiên Nguyên Tinh Kỳ, Vương Mẫu Sách cùng Cô Luân Họa mà Diệp Phúc giao cho hết thảy tế lên. Bốn nhân hoàng chi bảo tản mát ra uy năng bành trướng, tất cả đối kháng cùng uy áp của cấm bảo và hơi thở Vu Hoàng. Thực lực của hắn hơn nhiều lần so với Già La Minh Tôn. Hắn từng là tông chủ tiền nhiệm của Hoàng Tuyển Ma Tông, thủ đoạn và thực lực đều vượt xa Đại Minh Tôn Vương. Diệp Phúc vội vàng cao giọng nói: Sư bá, mau trở lại đi thôi. Nhân Hoàng Trấn đặt ở Trấn Ma Động nhiều vô số kể, khẳng định có không ít vị vua hoàng, nhân hoàng cũng lại tới đây.
bọn hắn còn không thể thu được những cấm bảo này. Liệu... Dũ tiểu tử, ngươi đang khinh bỉ sư bá ta sao? Triều Công Thiều giận dữ. Hắn đang cách xa mấy trăm dặm với Giả La Minh Tôn, chạy một phát đến gần thi thể Hàn Trác Vô Hoàng, cách chưa đầy một dặm. Ồ, tu vi lão phu so ra kém Ngọc Tiêu, thế nhưng không phải nói đùa đâu. Triều lão gia tử vô cùng phóng khoáng, hào khí ngất trời, há miệng phun ra một con sông Trường Hà trong ngược, dốc sức liều mạng thúc giục bốn nhân hoàng chi bảo tiếp tục tiến lên, thân hình vẫn bị ép cho dần dần thu nhỏ lại. Diệp Phúc thấy khí thế của lão trùng thiên, nhất cỗ tắc khí phóng tới chỗ thi thể của Hàn Trác Vô Hoàng, cũng rất là bội phục. Triều Công Thiều há miệng nhổ, lại là một dòng sông Hoàng Tuyền Trường Hà mãnh liệt bành trướng, uy thế làm cho người ta phải sợ hãi. Ồ, sư bá thật lợi hại. Diệp Phúc không khỏi tán thưởng. Giả La Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn cùng Bảo Hiền Minh Tôn cũng khen ngợi không dứt. Thực lực mà Triều Công Thiều bày ra lúc này thật vượt qua những gì mà bọn họ suy đoán. Ta vốn tưởng rằng Triều lão nhân đi được đến đó nó là không tệ, thật không ngờ lão già này còn có thể thi triển Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điện. Bảo Hiền Minh Tôn bật thốt lên lời khen ngợi, giơ ngón cái lên nói. Triều Công Thiều tiếp tục phun ra không ngừng, chỉ thấy hoàng hà mênh mông, thế nhưng lại không có chút uy lực nào cả. Sau một lúc lâu, Diệp Phúc liền nhìn ra chỗ không thích hợp, hắn vội dừng khen, thầm nghĩ. Hóa ra lão tiên sinh này không thi triển Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điện để chống lại hơi thở cấm bảo Vu Hoàng, mà là bị ép cho phải ói ra những con sông Hoàng Tuyền này. Hơi thở Vu Hoàng và cấm bảo nặng đến không thể tưởng tượng nổi, Triều Công Thiều chống đỡ nó mà bị ép cho suýt nữa phun ra cả một đắng. Lão gia tử mặt mày ủ rũ lui trở về, lau đi vết máu nơi khóe miệng, phẫn nộ mà nói. Hơi thở của cấm bảo nơi này thật quá nặng, quá là nặng. Chỉ có lấy ra cấm bảo mới có thể chống lại nó được thôi. Bằng không cho dù là ứng tông đạo cũng chẳng thể làm gì. Diệp Phúc tế nghệ hoàng kim tiễn lên, cười nói. Sư bá, mũi nghệ hoàng kim tiễn này và Hàn Trác Cung chính là cùng một loại cấm pháp, cùng một bộ. Ngài xem có thể dùng nó dẫn dắt Hàn Trác Cung tới đây được hay không? Triều Công Thiều lắc lắc đầu nói. Nếu là dùng hơi thở để dẫn dắt thì cũng là Hàn Trác Cung sẽ dẫn dắt nghệ hoàng kim tiễn qua đó mới phải. Dù sao cấm pháp chất chứa trong Hàn Trác Cung hơn xa trong kim tiễn này nhiều. Diệp Phúc cũng vô kế khả thi. Bọn họ cực khổ đến được nơi đây, phát hiện ra kho báu lớn nhất trên đời, nhưng lại không cách nào đến gần, không thể lấy đi bất cứ món bảo vật nào. Còn có chuyện gì có thể làm cho người khác khổ sở đến hộc máu hơn chuyện này hay không đây? Theo lịch sử, Trấn Ma Quật đã chấn áp không biết bao nhiêu vị nhân hoàng đỉnh phong. Những người này hẳn cũng đều tới nơi đây nhìn thấy Vu Hoàng Hàn Trác và cấm bảo của hắn, cùng với Thiên Địa Dương Tam Đỉnh của Hạ Gia. Chỉ sợ những cường giả đó cũng chỉ có thể nhìn mà không thể nào thu được bốn món cấm bảo và thân thể của Vu Hoàng. Thực lực của bọn họ hơn xa đám người Diệp Húc, lại có đủ loại nhân hoàng. Tu Đề Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà nói. Thật không có tiền đồ, một món cấm bảo mà thôi, coi cái bộ dáng của ngươi kìa. Bảo Hiền Minh Tôn ngây ngô cười ha ha, nắm lấy Hàn Trác Cung, cười ha ha mà nói. Đổ sâu bó, ngươi thấy cấm bảo rồi, thế nhưng lại từng tự tay sờ qua chưa hả? Lão ngư ta sờ qua rồi này. Tu Đề Minh Tôn ngậm miệng, hắn quả thật chưa từng sờ qua cấm bảo. Cho dù là cấm bảo của Sâm La Thần Điện, hắn cũng chỉ nhìn từ xa mà không có tự tay được sờ vào. Bảo Hiền Minh Tôn cười ha ha, ra sức kéo cung, kéo đến mặt đỏ bừng, thế nhưng vẫn không thể kéo được Hàn Trác Cung này ra. Tu Đề liền đoạt lấy, cười lạnh mà nói. Đồ vô dụng, để ta ra tay. Tám cánh tay của hắn mở ra cũng chẳng thể kéo được Hàn Trác Cung ra. Bốn cái đầu kia tuôn mồ hôi như suối. Người chỉ giỏi khoác lác. Bảo Hiền Minh Tôn ôm tay cười lạnh. Khuôn mặt của Tu Đề Minh Tôn đỏ bừng lên, hắn cả giận nói. Lão tử không có công phu nói phép như ngươi đâu. Giả La Minh Tôn vốn cũng định thử một phen, thế vội bỏ qua ý định này. Triều Công Thiều tâm can cũng ngứa ngáy khó chịu, lấy Hàn Trác Cung đến, thế nhưng cũng không thể kéo được nó ra, ngược lại mệt nhọc đến chán chảy mồ hôi ra như nước. Diệp Phúc khẽ mỉm cười, mấy người này đều là những lão quái vật đã sống trăm ngàn năm, nhưng vẫn cản quấy như là những đứa trẻ bướng bỉnh. Hắn đưa tay lấy nghệ hoàng kim tiễn đặt vào trong túi tên. Đột nhiên một luồng khí màu vàng phóng lên cao, kim quang mới vạn trượng, huy hoàng như trụ. Mũi nghệ hoàng kim tiễn này được cấm pháp cùng loại làm dịu, mọi loại phong ấn trong tên đều mở ra hết. Một luồng hơi thở vô cùng khủng bố đột nhiên phóng ra từ trong mũi tên, còn nặng hơn hơi thở của Vu Hoàng như Hàn Trác kia không biết bao nhiêu lần. Luồng hơi thở này vừa mới xuất hiện liền che luôn hơi thở của ba món cấm bảo Thiên Địa Dương Tam Đỉnh, ép cho thân hình đám người Diệp Phúc thu nhỏ lại vô hạn. Bên trong nghệ hoàng kim tiễn truyền đến tiếng rồng ngâm vang dội, chấn cho bọn họ hộc máu.
Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi, lão tổ ta cuối cùng cũng lại được thấy ánh mặt trời. Âm thanh chấn động toàn địa cung này, dao động mạnh mẽ, tấn công khắp mọi nơi, giống như uy năng của cấm bảo hoàn toàn phóng ra. Đám người Diệp Húc đứng mũi chịu sào, gần như bị làn sóng âm này đánh cho tan xương nát thịt. Cho dù là thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt, cũng chẳng thể chịu được loại uy năng này. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ từ không trung rơi xuống, bảo vệ quanh thân bọn họ, ngăn cản ma âm xâm nhập, khiến cho thân thể nguyên thần của Diệp Húc ngừng phân giải. Trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn phong ấn một vị vu hoàng sao? Diệp Húc khiếp sợ vạn phần, thất thanh mà nói. Triều Công Thiểu cũng kinh hãi không hiểu, thứ trong Kim Tiễn có thể sánh với vu hoàng, luồng hơi thở này thậm chí còn ép cho vị nhân hoàng như lão cũng không thể thở nổi. Ba người Già La, Tu Đề và Bảo Hiền lại khiếp sợ há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Chỉ thấy trong tên, những luồng năng lượng dạng điệp văn giống như hoa văn trên cánh bướm trào ra. Mỗi một điệp văn chất chứa pháp lực vượt xa những đại minh tôn vương như bọn họ, thậm chí còn hơn xa cả nhân hoàng như Triều Công Thiểu. Mà những điệp văn đó lại còn có hơn ngàn cái. Đây là pháp lực của vô hoàng, chỉ có nhân vật vô địch như vô hoàng mới có thể có được sức mạnh khủng bố đến như thế. Vật nhỏ đáng thương, huyết mạch chuyên hút thần vương trong cơ thể các ngươi đã thấp kém đến cả lão tổ ta cũng không thể phát hiện ra rồi. Trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn, giọng nói già nua kia lại ầm ầm vang lên. Nhưng từ trong kiều đỉnh mà ngươi luyện chế ra, bản lão tổ vẫn nhìn thấy huyết thống thuộc loại chuyên hút thần vương. Cậu thanh niên kia, nói cho lão tổ, bây giờ là đại hạ năm bao nhiêu rồi? Diệp Húc ngẩn ra, biết giọng nói này là đang nói với mình, mờ mịt trả lời. Đại hạ đã sớm diệt vong rồi. Sao? Diệt vong ư? Giọng nói kia vang lên đầy giận dữ. Sau đó, một cái đầu rồng và chòm râu dài thò ra từ trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Trông nó vô cùng dữ tợn, vô cùng hung ác. Nhưng điều làm cho người ta phải bật cười chính là cái đầu này chỉ lớn tầm nắm tay, hoàn toàn khác hẳn với quái vật trong tưởng tượng của mọi người. Là ai? Là ai dám diệt đại hạ ta? Đầu rồng thò ra từ trong Kim Tiễn, thổi râu trừng mắt, vô cùng phẫn nộ. Nó rít gào. Chẳng lẽ hắn không biết đây là đạo chính thống của chuyên húc thần vương ở nhân gian ư? Chẳng lẽ hắn không biết chuyên húc thần vương chính là tôn tử của đế tôn, thiên đế hay sao? Đám người Diệp Húc, Triều Công Thiểu và Già La Minh Tôn càng nghe càng hồ đồ, đành phải dò hỏi. Tiền bối, đại hạ Hoàng Triều chính là bị đại tương Hoàng Triều tiêu diệt. Cách này đã 600 ngàn năm rồi. Xin hỏi tiền bối ngài là... Ta chính là vị thần bảo vệ đại hạ, Phách Hạ Lão Tổ. Một con long quy to bằng cái chậu rửa mặt cố gắng bò ra khỏi mũi tên, sau đó rơi xuống mặt đất, bốn chân chống lên trời. Con long quy này ra sức dãy giụa một lúc, phát hiện ra mình không thể bò dậy. Lúc này nó mới ngẩng đầu nhìn mọi người, ngạo nghễ nói: Bản lão tổ chính là linh hồn bất diệt của đại hạ Hoàng Triều. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, thiên địa tử mà ta bất tử. Nghệ nghĩ đến có thể bắn chết ta cũng không từng nghĩ đến, y chỉ có thể tiêu diệt được thân thể bản lão tổ, vốn chẳng thể tiêu diệt được ý chí của ta. Y chấn áp bản lão tổ ở trong Kim Tiễn cũng chưa từng nghĩ đến bản lão tổ sẽ có ngày thoát vây. Ngữ khí của nó lớn đến dọa người, thế nhưng trông lại chẳng ra sao, bốn chân chống lên trời, chở mình mãi mà chẳng nổi. Phách Hạ lão tổ dãy dụa một lúc lâu, bất đắc dĩ mà nói: Đây là thân thể mà bản lão tổ mới luyện chế, không thể trọng dụng, các ngươi còn không mau đỡ bản lão tổ dậy. Nó có được pháp lực của vua hoàng, thế nhưng lại không thể có thân thể của vua hoàng. Thân thể vua hoàng của nó đã bị Nghệ Hoàng bắn chết. Thân thể hiện tại chính là vừa mới luyện chế lại. Diệp Húc bước lên vài bước, cố lấy sức lực toàn thân, thế nhưng lại chẳng thể nhấc con long quy này lên. Cuối cùng phải liên thủ cùng ba vị minh tôn, lại có Triều Công Thiểu hỗ trợ mới lật con long quy này lại. Lúc này bọn họ mới chú ý tới trên lưng con long quy này, không ngờ đeo một tấm bia đá rất nặng. Trên mặt bia có khắc rậm rạp chữ, hầu như là những dòng chữ linh tinh, chẳng có chút ý nghĩa nào, như: Ta quá vĩ đại, ta quá hùng mạnh, hôm nay ta dọa một con nhóc khóc nhè, ta là vô địch, ta dũng mãnh đến ngay cả chính mình cũng không thể đánh chết được chính mình, vân 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 vân. Hiển nhiên là con ô quy già này đã tự tâng bốc mình, thậm chí luyện ra một tấm bia đá khiêng ở trên lưng, e sợ rằng người khác không biết chỗ lợi hại của nó. Phách Hạ lão tổ khá là vừa lòng với hành động trợ giúp của Diệp Húc, vuốt cằm cười nói: Người rất không tệ, lại là huyết mạch chuyên húc thần vương, chỉ là huyết mạch thật quá thấp kém, nhưng yên tâm đi, chờ lát nữa lão tổ sẽ cho ngươi chút ưu đãi kìa.
Nó cố gắng bỏ đi hướng Diệp Húc, định giơ cái chân trước lên vuốt đầu Diệp Húc để bày tỏ ân sủng. Nhưng tấm bia tự khen mình, chân lưng của nó kia thật quá nặng, ép cho con Long Quy này đi còn không nổi, mệt đến thở hổn hển. Đám người Diệp Húc ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ vốn tưởng rằng thứ thoát ra từ trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn tất nhiên là một nhân vật vô cùng khủng bố. Nào biết, đó chính là một tên phách hạ, ngay cả cuộc sống cũng chẳng thể tự gánh vác được. Bảo Hiền Minh Tôn gãi cái đầu, ồm ồm nói: "Còn lão ô quy này, thoạt nhìn giống như chẳng đáng tin chút nào cả." "Sao, lão ô quy ư? Người gọi ta là lão ô quy sao? Con trâu đần kia, hãy gọi ta là lão tổ." Phách hạ lão tổ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng Bảo Hiền Minh Tôn, cả giận nói: "Lão tổ muốn tự tay trừng trị con trâu đần nhà ngươi." Sau một lúc lâu, nó vẫn đứng nghiêm tại chỗ, không hề đi dù chỉ nửa bước. Tấm bia đá trên lưng của nó kia thật sự quá nặng. Nó cả giận nói: "Con trâu đần kia, có giỏi ngươi đứng đến trước mặt của lão tổ đi." Bảo Hiền Minh Tôn cười lạnh, đi đến trước mặt con Long Quy này, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt trâu kia trợn tròn lên: "Một lão ô quy còn chả thể dựa vào được bằng con phá cẩu kia, lại còn dám ra vẻ trước mặt lão Ngưu gia gia ta sao? Ngưu gia gia ta đến rồi đây, ngươi muốn như thế nào đây?" Phách hạ lão tổ chậm chạp giơ chân trước, bắt lấy một ngón chân của hắn, nhẹ nhàng liền ném Bảo Hiền Minh Tôn xuống mặt đất, sau đó một cước dẫm lên trên. Bảo Hiền Minh Tôn giống giận không ngừng, ra sức giãy giụa, nhưng chân trước của phách hạ lão tổ nặng đến không thể tưởng tượng được, ép cho hắn nằm dán xuống mặt đất không thể động đậy. "Thưa lão tổ, vị này chính là thuộc hạ của đệ tử, mong lão tổ thứ hạ lưu tình." Diệp Phúc khó khăn một tiếng, bất đắc dĩ mà lên tiếng nói. Phách hạ lão tổ vừa rất vừa lòng với thái độ của hắn, thu chân trước lại, mỉm cười nói: "Người có phong thái của con người, lão tổ rất vui, rất vui. Nhưng huyết thống của ngươi thật sự quá thấp kém rồi. Nhưng cũng không thể trách được. Đại hạ ta đã diệt vong 600.000 năm, huyết mạch loãng đến trình độ này cũng có thể thông cảm được. Ngươi yên tâm, có lão tổ ở đây, ngày chấn hưng đại hạ sắp tới rồi, sắp tới rồi." Diệp Phúc nhìn thấy trên tấm bia đá, trên lưng con Long Quy kia lại xuất hiện một dòng chữ viết là: "Hôm nay ta chỉ cần một tay đã đánh bại một con trâu rất cường tráng." Đầu óc vị phách hạ lão tổ này có vẻ chẳng minh mẫn cho lắm đâu. Mấy người liếc nhau thầm nghĩ trong lòng: "Được rồi, không ngờ thiên địa dương tam đỉnh của đại hạ ta vẫn còn được giữ lại, không bị đại thương gì gì đó cướp đi." Phách hạ lão tổ nhìn thiên địa dương tam đỉnh trên không trung, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả giận nói: "Đây là có chuyện gì vậy? Thiên địa dương tam đỉnh chính là ba đỉnh hùng mạnh nhất trong kiều đỉnh, tại sao uy lực này nhỏ đi vô số lần như vậy, thậm chí còn sắp tan biến như vậy đây? Ba tòa đại đỉnh này sao làm sao còn có thể dùng để hợp nhất kiều đỉnh, chấn áp thiên địa, chấn áp tất cả vô hoàng được? Sáu tòa đại đỉnh khác đang ở nơi nào rồi?" Nó lâm vào trong nổi giận, chỉ thấy một luồng pháp lực hùng mạnh vô ngần từ trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn phóng lên cao, cuốn lấy thiên địa dương tam đỉnh, từng chút một kéo ba món cấm bảo này lại. Vô số nhân hoàng bị chấn áp trong chấn ma quật, đến chết cũng không làm được chuyện này, mà lúc này đây bị một con Long Quy dễ dàng hoàn thành. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, pháp lực của phách hạ lão tổ bọn họ chưa từng thấy qua, thu cấm bảo quả thực thoải mái đơn giản như uống nước vậy. "Thưa lão tổ, sáu tòa đại đỉnh khác của đại hạ đều bị Nghệ Hoàng cướp đi, chỉ có tổ tiên đệ tử bảo tồn được ba đại đỉnh này truyền lưu đến nay." Diệp Phúc thở dài lên tiếng nói: "Nghệ Hoàng đánh cắp quốc vận của đại hạ ta, chiếm cứ Âm Phong Thủy Hỏa Sơn Lôi sáu đỉnh, tự lập làm hoàng, tự xưng là hạ nghệ. Hiện giờ sáu tòa đại đỉnh này đã bị hậu thế của y đánh cắp rồi, trở thành chấn tộc chi bảo. Thậm chí Nghệ Hoàng còn rút đi huyết mạch của tộc nhân ta, đem huyết mạch chuyên húc tần vương luyện vào trong huyết thống của mình. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, đệ tử lại rơi lệ không ngừng. Thật đáng giận là thực lực đệ tử không đủ, chỉ có thể đấm ngực dậm chân, thảm thiết mà rơi lệ." Diệp Phúc lau lau khóe mắt, chảy xuống hai hàng nước mắt, thầm nghĩ: "Có cường giả vô địch cấp bậc vô hoàng như phách hạ lão tổ tương trợ, như vậy là có thể rời khỏi chấn ma quật này, thậm chí là giết hạ gia Trung Châu, đoạt hết sáu tòa đại đỉnh khác đến rồi." Triều Công Thiều nghe được những lời này của Diệp Mỗ Nhân, miệng há hốc, mắt trợn tròn, thật lâu không nói được gì. Già La Minh Tôn ho khụ khụ liên tục, cái đầu nhìn mũi chân của mình. Tu Đề Minh Tôn hết nhìn đông tới nhìn tây, giơ bốn bàn tay lau lau mũi mình. Chỉ có Bảo Hiền Minh Tôn đơn thuần nhất giơ lệ mà nói: "Ta đây còn không biết chủ công lại có thân thế đau xót như vậy." "Nghệ Hoàng bắt nạt đại hạ ta thật quá mức rồi." Phách hạ lão tổ tức giận bừng bừng, đột nhiên lại có chút hoài nghi nói: "Chẳng lẽ chuyên húc thần vương
lại trơ mắt nhìn đại hạ bị diệt hay sao? Đại hạ ta là đạo thống của ngài ấy ở nhân gian, chẳng lẽ ngài ngài lại nhẫn tâm mà? Không đúng, không đúng. Diệp Húc thấy căng thẳng trong lòng, nghĩ là con Long Quy này đã phát hiện ra chỗ kỳ quái, lại nghe Phách Hạ lão tổ lẩm bẩm. Không đúng, lúc trước Nghệ Hoàng dám bắn chết bản lão tổ, nhất định là được tin tức, chỉ sợ khi đó Chuyên Húc Thần Vương đã tạo hóa rồi, nhất định là như vậy. Chuyên Húc Thần Vương không đi về cõi tiên, kẻ nào dám động đến đại hạ đây? Nếu không thì dù có thần vương khác làm chỗ dựa cho Nghệ Hoàng, y cũng chẳng dám động đến dù chỉ một sợi lông của đại hạ. Nói im lặng một lúc lâu sau, rồi thở dài mà nói. 600.000 năm, thời gian dài như vậy, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ cũng đã tạ thế rồi. Hiện giờ thân thể này của lão tổ ta cũng chỉ ngang với thân thể nhân hoàng, không thể chịu được pháp lực vô biên của lão tổ ta, chỉ sợ là không thể đoạt lại được 6 đỉnh kia rồi. Pháp lực của bản lão tổ quá mạnh. Phách Hạ lão tổ đắc ý rào rạt cười nói. Ta đã mạnh đến mức chính mình đều không thể chịu đựng được nữa rồi. Phải ghi nhớ lời này lại. Nó thêm những lời đó lên bia đá, sau đó nhìn về phía Diệp Húc. Nó những lời thấm thía nói. Nhiệm vụ đoạt lại 6 đỉnh khác liền rơi xuống bờ vai của ngươi. Lão tổ ta còn ngưng luyện thân thể vu hoàng, đại khái phải vài thập niên nữa mới có thể luyện thành. Hơn nữa ba tòa đại đỉnh này còn cần tế luyện một lần nữa, nếu không chúng nó sẽ tàn biến. Con Long Quy này dứt lời liền định vừa chui vào trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Lúc này Diệp Húc mờ mịt nói. Lão tổ, điều người đáp ứng cho đệ tử, đệ tử cũng không tham, mong lão tổ ban thưởng vài món cấm bảo hoặc là tăng tu vi đệ tử lên cảnh giới nhân hoàng. Nếu cảnh giới nhân hoàng cũng không thể, thì đệ tử sao có thể đi tìm hậu duệ của Nghệ Hoàng đoạt lại 6 đỉnh được đây? Diệp Húc đầy chờ mong nhìn về phía con Long Quy kia. Điều này bản lão tổ lại quên. Phách Hạ lão tổ đánh giá Diệp Húc từ trên xuống dưới nói. Bản lão tổ chính là sinh linh do quốc vận của đại hạ hoàng triều, từ ý chí bất tử ngưng tụ mà thành, trời sinh đã có pháp lực vu hoàng. Loại pháp lực này chẳng thể chuyển cho ngươi để nâng tu vi lên được. Hơn nữa, người khác chuyển tu vi cho, cưỡng ép nâng cao tu vi lên, kém xa so với tự mình cần tu khổ luyện. Thế nhưng là lão tổ tuy không thể giúp ngươi nâng cao tu vi cảnh giới, lại có thể đưa một số thứ khác có lợi hơn. Đưa kiều đỉnh của ngươi cho ta. Sắc mặt của Diệp Húc lập tức trở nên khổ. Hắn vốn tưởng con Long Quy này tốt xấu cũng nâng tu vi cảnh giới của hắn lên vài tầng, trở thành nhân hoàng. Lúc này đây quả thực là chờ mong giảm mạnh. Hắn chật động tâm niệm, kiều đỉnh tự động dừng ở trước mặt Phách Hạ lão tổ. Con Long Quy này đánh giá kiều đỉnh một lúc, đột nhiên một luồng năng lượng hùng mạnh bắn ra từ trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Ông một tiếng liền hút hết 9 tòa đại lục trong kiều đỉnh lên, lơ lửng giữa không trung. 9 tòa đại lục này chính là do Diệp Húc tham chiếu kiều đỉnh của Hạ gia, hấp thụ địa khí trong kiều đỉnh của cao thủ Hạ gia rồi luyện chế mà thành, uy năng cực kỳ hùng mạnh, chấn chết Thiên Bằng đại thánh, thậm chí cả luyện chết cả lão quái vật Tam Bất Triệt Cảnh, nguyên thần bất diệt Hạ Từng Đường. 9 cái đại đỉnh này của ngươi nổi bật độc đáo, gia nhập thứ của riêng mình, luyện thành phôi của 9 món cấm bảo. Nhưng điều đáng tiếc là ngươi không có được 9 cấm pháp truyền thừa của đại hạ ta, chỉ sợ cả đời đều không thể luyện thành kiều đỉnh được. Phách Hạ lão tổ không ngừng tán thưởng nói. 9 cái đại đỉnh này đã thoát ly khỏi kiều đỉnh chính thống của đại hạ, tự thành hệ thống, thành tựu tương lai chưa chắc đã kém hơn chính thống, rất hiếm có, hiếm có. Tuy nhiên, người có thể tự nghĩ ra 9 cấm pháp thiên địa lôi, âm dương phong, hỏa sơn, thủy lôi hay sao đây? Diệp Húc không khỏi nhức đầu. Hiện giờ hắn tự nghĩ ra một môn bản vương khai thiên kinh thôi đã cực kỳ nguy hiểm, suýt tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nếu tiếp tục khai sáng ra 9 loại cấm pháp khác nhau nữa, bao quát cả thiên địa, âm dương, phong sơn, hỏa lôi, thủy, e là hắn còn gặp phải nhiều trắc trở nữa. Hơn nữa, khai sáng kiều đỉnh cần nhiều thời gian không thể tưởng tượng được, tinh khí tiêu hao cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, kiểu cấm khai sáng ra uy lực chưa chắc đã thắng được bản vương khai thiên kinh của hắn, có thể nói là mất nhiều hơn được. Phách Hạ lão tổ cười nói, cho dù lão tổ truyền thụ cho ngươi 9 cấm pháp thiên địa âm dương phong sơn hỏa thủy lôi, ngươi cũng chẳng thể dùng vào trong kiều đỉnh của mình được. Theo lão tổ thấy, kiều đỉnh của ngươi tốt nhất là đừng phân tán mà tế luyện lại thành một, nhất đỉnh định càn khôn, chỉ tu một môn cấm pháp luyện thành cấm bảo. Lão chẳng chờ Diệp Húc nói ra ý kiến mà lập tức ra tay. Chỉ thấy luồng năng lượng kia cưỡng ép 9 tòa đại lục ngưng tụ ra một chỗ, hóa thành một mảnh thần châu ốc thổ. Cùng lúc đấy, kiều đỉnh bắt đầu dung hợp hai cái một, uy năng từ từ tăng lên, hòa hợp lại một thể, hóa thành một chiếc đại đỉnh. Chiếc đại đỉnh mới rèn ra này mạnh hơn kiều đỉnh trước của Diệp Húc không biết bao nhiêu lần, mơ hồ tràn ra uy năng của bất diệt chi bảo. Đám người triều cung thiều, Già La Minh Tôn nhìn mà say mê.
Khi rèn chiếc đại đỉnh này, Phách Hạ lão tổ dùng ước chừng pháp lực của một vị nhân hoàng cưỡng ép đánh vào trong đỉnh, vô hình đã nâng cao phẩm bậc và uy năng của đại đỉnh, lại có thể tăng chiếc đại đỉnh này lên bất diệt chi bảo, vẫn chưa chạm đến phẩm bậc nhân hoàng chi bảo, có thể thấy được tiềm lực kinh người của chiếc đại đỉnh này. Chiếc đại đỉnh này gọi là Càn Khôn đỉnh đi. Phách Hạ lão tổ rất cao hứng, không hỏi ý của Diệp Húc mà đã tự đặt tên cho chiếc đại đỉnh này. Ngay sau đó, trên tấm bia đá trên lưng nó hiện ra một hàng chữ nhỏ: ta luyện chế Càn Khôn đỉnh, khí phách hiển hiện. Diệp Húc cũng chẳng biết phải nói sao, tế luyện lại Càn Khôn đỉnh một lần nữa, nhưng khi định tế lên thì mới hoảng sợ phát hiện, lấy pháp lực của hắn vốn chẳng thể nào thúc giục được chiếc đại đỉnh này. Tuy rằng phẩm bậc được nâng cao, nhưng Càn Khôn đỉnh quá nặng, không thể tế lên được, còn không bằng ta hóa ra kiểu đỉnh trước đây thuận tay hơn rất nhiều. Diệp Phúc tế ngọc lâu lên, dốc hết sức thu Càn Khôn đỉnh vào trong, thầm nghĩ: tuy ta không thể tế Càn Khôn đỉnh, nhưng chỉ cần tế ngọc lâu lên rồi ném đỉnh xuống, có khi còn đủ để đập chết một gã đại cao thủ thân thể bất diệt rồi. Giờ thì ngươi thỏa mãn chưa? Phách Hạ lão tổ khá là đắc ý, tế Nghệ Hoàng kim tiễn lên, chỉ thấy trong kim tiễn trào ra từng luồng năng lượng khổng lồ. Đây là pháp lực mạnh mẽ, có thể sánh với Vu Hoàng, tuôn thẳng vào trong ngọc lâu của Diệp Phúc, dừng lại ở tầng thứ 5. Các ngươi còn không đến giúp nâng lão tổ vào trong ngọc lâu sao? Con long quy này kêu lên, đám người Triều Cung Thiều vội vàng ra sức nâng con long quy này đưa vào ngọc lâu tầng thứ 5 của Diệp Húc. Phách Hạ lão tổ nhìn khắp bốn phía, tỏ ra cực kỳ vừa lòng với Thuần Dương Thiên Cung này. Hắn cười nói: sau này lão tổ sẽ ở lại mảng Thuần Dương Thiên Cung này, bế quan tu luyện thân thể mình, ngưng luyện thiên địa dương tam đỉnh, trừ phi sống chết trước mắt đừng có quấy rầy lão tổ. Nó tế ra ba món cấm bảo thiên địa dương đỉnh lên, dùng chúng để trấn áp tu luyện thân thể của mình, chẳng hề quan tâm đến bên ngoài. Ba chiếc đại đỉnh này lơ lửng giữa ngọc lâu của Diệp Húc, tản ra những luồng hơi thở minh mông, không chỉ rèn luyện thân thể của Phách Hạ lão tổ, mà đồng thời rèn luyện cả ngọc lâu và ngọc thụ của hắn. Đám người Diệp Húc rời khỏi ngọc lâu, ngơ ngác nhìn nhau. Bảo Hiền Minh Tôn đột nhiên tỉnh ngộ, nghi hoặc nói: chủ công, sao người lại có huyết thống của Chuyên Húc Tần Vương vậy? Cầm miệng! Triều Công Thiều đột nhiên đằng đằng sát khí, phất tay chém một cái, lạnh lùng mà nói: sau này ai còn dám nhắc đến chuyện này, lão phu sẽ giết kẻ đó ngay lập tức kìa. Đúng vậy đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không thể nhắc lại, cho dù là nghĩ cũng không được kìa. Già La Minh Tôn quả quyết, lúc này lão nghĩ mà còn thấy sợ. Nếu không có kiểu đỉnh mà Diệp Húc luyện chế, khiến tên Phách Hạ này tưởng nhầm là hắn có được huyết thống của Chuyên Húc Thần Vương, e là con long quy này bỏ ra khỏi Nghệ Hoàng kim tiễn là sẽ giết người, xử lý tất cả bọn họ. Giờ phút này, bốn nón cấm bảo là thiên địa dương tam đỉnh cùng với Hàn Trác cung của Vu Hoàng Hàn Trác đều bị bọn họ thu lại. Luồng áp lực nặng nề tràn ngập trong địa cung kia lập tức giảm bớt, chỉ còn lại hơi thở của Hàn Trác. Thân thể vệ Vu Hoàng này đã bị sức mạnh quỷ dị kia ăn mòn, không còn hùng mạnh như trước nữa. Lấy thực lực của đám người Diệp Húc cũng đủ để thu lấy thân thể vị Vu Hoàng này. Triều Công Thiều phun sông ra, cuộn đám người Diệp Húc bay tới Vu Hoàng Hàn Trác. Năm người đồng thời thi triển tu vi chống lại uy áp của Vu Hoàng Hàn Trác, cuối cùng cũng đi tới trước người vị Vu Hoàng này. Triều Công Thiều lập tức tế Côn Luân họa lên, chỉ thấy bức họa này mở ra hóa thành một bức Côn Luân Thiên Trụ Hoa Tư Thiên Quốc, thu thân thể vị Vu Hoàng này vào bên trong tranh. Ầm một tiếng, thân thể Vu Hoàng Hàn Trác vừa mới vào trong tranh thì những dãy núi sừng sững kia bỗng ầm ầm sụp đổ, thậm chí cả Côn Luân Thiên Trụ cũng gãy xuống. Món nhân hoàng chi bảo này vốn chẳng thể nào chịu đựng được hơi thở của Vu Hoàng, cho dù thân thể Vu Hoàng Hàn Trác đã suy yếu đi không biết bao nhiêu lần, Côn Luân họa cũng không thể cất chứa được nó. Triều Công Thiều hoảng quá, vội vàng rũ thân thể Vu Hoàng Hàn Trác ra khỏi tranh, không dám thu vị Vu Hoàng này vào trong bức tranh nữa. Hãy thử chiếc quan tài này của ta đi. Già La Minh Tôn hét lớn một tiếng, tế linh cứu thanh đăng lên, định dùng nó thu Vu Hoàng Hàn Trác vào. Đột nhiên một tiếng phụt vang lên, thân thể Vu Hoàng Hàn Trác còn chưa kịp nhập quan thì thanh đăng đã bị hơi thở Vu Hoàng ép cho tắt ngấm. Thậm chí linh cứu còn xuất hiện những vết nứt, xem ra nó còn không bằng cả Côn Luân họa. Nhân hoàng chi bảo còn không thể chấn áp được thân thể Vu Hoàng, huống chi là một món bất diệt chi bảo đây. Triều Công Thiều lắc đầu, vô kế khả thi. Cấm bảo có thể ngủ say, không tản ra uy năng nữa, nhưng thân thể Vu Hoàng lại không thể làm được điều này. Để ta thử xem sao. Diệp Húc tế Di La Thiên Địa Tháp lên cười nói: món vu bảo này của ta cực kỳ chắc chắn, hẳn là có thể thu được thân thể của vị Vu Hoàng này. Tòa bảo tháp này của ngươi thuộc cấp bậc gì vậy? Triều Công Thiều cảm thấy uy năng của Di La Thiên Địa Tháp cũng không hề thua kém nhân hoàng chi bảo, bèn cười hỏi: tam tương chi bảo.
Diệp Phúc thành thật nói. Đám người Triều Công Thiều không biết nói gì luôn. Diệp Phúc tế Diêm La Thiên Địa Tháp chụp xuống vô hoàng Hàn Trác, từ từ kéo thân thể vị vô hoàng này vào trong tháp. Bảo tháp vẫn nguyên vẹn như ban đầu, không có chút dấu hiệu sụp đổ. Đám người Triều Công Thiều lại càng không biết nói gì hơn. Đường đường nhân hoàng chi bảo đều không thể chịu đựng được hơi thở của vô hoàng, vậy mà một món tam tương chi bảo lại có thể chịu được. Chuyện này đúng là vượt qua những gì bọn họ biết được. Nhưng mà nhắc đến, bọn họ còn phát hiện chuyện còn kỳ quái hơn từ người Diệp Phúc. Chính là ngọc lâu của hắn. Phách Khả lão tổ đến tầng 5 ngọc lâu Diệp Phúc tu luyện, thậm chí mang đi pháp lực vô hoàng cùng với ba món cấm bảo đã sống lại kia, không ngờ lại chẳng trực tiếp chấn vỡ ngọc lâu của hắn. Điều này rõ ràng vượt qua kiến thức phổ thông của bọn họ. Trên người tiểu tử này càng lúc càng có nhiều bí mật rồi. Triều Công Thiều liếc Diệp Phúc một cái. Lão vốn biết Diệp Phúc có một ít bí mật nhỏ, nhưng lão nhìn Diệp Phúc trưởng thành, bí mật từ nhỏ dần chuyển thành lớn dần, khiến cho lão càng lúc càng không nhìn thấu Diệp Phúc. Chúng ta đã thu 4 món cấm bảo, sao lại sức mạnh hút đi tu vi và tinh khí vẫn còn như vậy? Già La Minh Tôn nhíu mày không ngừng. Lão vốn tưởng rằng nguồn gốc sức mạnh của chấn ma quật này chính là dựa vào 4 món cấm bảo và thân thể vô hoàng Hàn Trác, nhưng họ đã thu hết chúng đi. Theo lý mà nói thì luồng sức mạnh quỷ dị trong chấn ma quật cũng phải biến mất đi, nhưng chuyện lại không hề đơn giản như bọn họ suy đoán. Luồng sức mạnh kỳ lạ kia vẫn còn tồn tại, vẫn liên tục hút đi tu vi và tinh khí của bọn họ, thậm chí cả vu bảo cũng bị nó hút đi. E là chỉ có Phách Khả lão tổ và con phá cầu Hạo Thiên Quyền kia mới không bị luồng sức mạnh này quấy nhiễu. Bảo vật trong địa cung đã bị chúng ta thu hết rồi, không biết rốt cuộc là còn thứ gì nữa đây. 8 con mắt của Tu Đề Minh Tôn mở ra, trên trời dưới đất 4 phương 8 hướng đều lọt vào trong tầm mắt của hắn. Hắn đang tìm nơi không thích hợp ở chung quanh. Hắn chính là hoàng tộc đế thích, tầm mắt sắc bén. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vầng trăng sáng ở trên địa cung kia. Nơi này chỉ có vầng trăng kia là của quái nhất thôi, chẳng lẽ vầng trăng này là vu bảo do Nga Hoàng luyện chế ra hay sao? Tu Đề Minh Tôn trầm giọng nói. Nhất định là như vậy. Nga Hoàng giấu ba đỉnh của Hạ gia ở trong này, chôn vùi không biết bao nhiêu bá chủ nhân hoàng. Thậm chí sau khi giết chết vu hoàng Hàn Trác, bà ta cũng thả thi thể hắn ở trong này, chắc là để nuôi dưỡng món vu bảo này rồi. Tinh quang trong mắt Triều Công Thiều bắn ra bốn phía. Lão khó nén được hưng phấn. Món vu bảo này gần như nuốt sạch 4 món cấm bảo, lại cắn nuốt nhiều nhân hoàng và vu hoàng như vậy, uy lực nhất định vượt qua cả cấm bảo, có khi chính là thần vật cấp bậc thánh hoàng. Diệp Phúc khẽ cười một tiếng, nắm chặt hai nắm tay lại, lên tiếng nói. Chúng ta có Phách Khả lão tổ làm hậu thuẫn, lại có 4 món cấm bảo cùng với thân thể vu hoàng, hẳn là có thể phá vỡ chấn ma quật, khiến cho thứ hơn cả cấm bảo này phải lộ ra bộ mặt thật rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.